Và ngày hôm nay sẽ là cơ hội để hai cầu thủ tấn công cao nhất của chúng ta có cơ hội ghi bàn. Minh Chuyên ăn một pha tận dụng sai lầm của đối phương và bàn thắng đầu tiên đến với đội tuyển U20 Việt Nam ở phút thứ 2 của trận đấu. Và sức dướn rất tốt, những sai lầm như vậy thì gần như là Minh Chuyên không bao giờ bỏ lỡ cơ hội. Sai lầm của đội trưởng bên phía U20 Singapore đó là City. Rất trống trải, đánh đầu vào! Bàn thắng được tính cho tiền đạo Tạ Thị Thủy của đội tuyển U20 Việt Nam. Như vậy là bộ đôi tiền đạo của chúng ta đều đã có bàn thắng cho riêng mình. Cầu thủ sinh năm 2004 và đang thuộc biên chế của Phong Phú Hà Nam. Bóng đã bay ở vào rất sâu so với vạch khung thành của U20 Singapore. Quan trọng chuẩn bị cho hành trình lịch sử đó. Tạ Thị Thủy đã di chuyển. Rất hay. Tạ Thị Thủy. Như vậy là đã có bàn thắng thứ hai dành cho đội tuyển U20 Việt Nam. Lợi thế về thể hình và sải chân dài đã giúp cho Tạ Thị Thủy có được điểm chạm bóng trước khi thủ thành của đối phương có thể tiếp cận được trái bóng vừa rồi. Một kết quả rất đúng với những gì đã diễn ra trên sân cho tới lúc này. Chúng ta sẽ cùng theo dõi lại một đường chuyền rất hay của Vũ Thị Hòa dành cho Tạ Thị Thủy. Đường chuyền xé toang hàng phòng ngự bên phía U20 Singapore và một điểm chạm rất tinh tế. Sắp tới thì họ cũng đóng góp 6 cầu thủ cho đội tuyển U17 quốc gia. Rồi! Vượt qua thủ môn rồi! Bàn thắng thứ tư dành cho U20 Việt Nam. Mình chuyển rất nhanh nhẹn, một nhịp chạm bóng để loại bỏ thủ môn đối phương. Cầu thủ mang số 5 bên phía U20 Singapore, Elisa đã không thể theo kèm đối với Minh Chuyền. Cú sút. Bóng không vượt qua được các cầu thủ phòng ngự của U20 Singapore. Rồi, cầm ly. Rất đơn giản. Nhưng bàn thắng không được công nhận cho U20 Việt Nam. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống này. Đúng là cầm ly đã ở dưới hàng phòng ngự của U20 Singapore. Có thể chưa? Một đường cong tuyệt đẹp mà Hải Yến đã vẽ ra. Quyết định vừa rồi của học trò, hãy cùng xem lại tình huống mà Hải Yến đã có một cú dứt điểm bằng chân trái tuyệt đẹp. Một pha xử lý đầy kỹ thuật của cầu thủ áo số 20. Huống đỡ bóng một nhịp bằng chân phải và sút bóng bằng chân trái tuyệt vời. Mai Hương. Đường chuyền của Vũ Thị Hoa cho Lưu Hoàng Vân. Khai. Tạ Thị Thủy không vào. Huống khống chế bóng hơi lỗi của Tạ Thị Thủy đã khiến cho góc sút của trái bóng đã bị hẹp đi. Không phải đó là tình huống sút bóng của Minh Chuyền. Họ cũng đã rút ra được những bài học kinh nghiệm. Lỗi rồi. Penalty dành cho U20 Việt Nam. Cầu thủ của Singapore đó là hậu vệ Ariasa đã không còn cách nào khác ngoài việc phải phạm lỗi với cầu thủ của chúng ta. Và đứng trước bóng lúc này là Trần Nhật Lan. Chúng ta sẽ theo dõi lại tình huống. Đi bóng vẫn là Ngọc Minh Truyền. Sức dướn của Ngọc Minh Truyền đã khiến cho đối phương buộc phải phạm lỗi. Chuyên gia sút phạt đứng trước một quả phạt đền. 6-0 dành cho U20 Việt Nam. Dấu ấn đầu tiên của Nhật Lan ở trận đấu ngày hôm nay. Cú sút rất quyết đoán của Trần Nhật Lan vào góc phải khung thành. Thủ thành Nui Azarida đã đoán được hướng đi của trái bóng nhưng không thể cản phá. Bàn thắng thứ 7 dành cho U20 Việt Nam. Dường như đó là hat-trick dành cho tiền đạo Ngọc Minh Chuyền. Bàn thắng thứ 3 của Ngọc Minh Chuyền ở trận đấu ngày hôm nay.
hat-trick dành cho tiền đạo áo số 10. Và từ pha chạm bóng của những người đó là sai lầm của hàng phòng ngự bên phía U20 Singapore. Xử lý kỹ thuật của Bảo Trâm, Hải Yến, Vũ Thị Hòa. Đường chuyền là rất tuyệt vời. Cú trích mũi giày Vũ Thị Hoa, Hải Yến, Nhật Lan, Lưu Hoàng Vân. Cơ ơi! Bàn thắng thứ 8 dành cho U20 Việt Nam. Trong nỗ lực của mình đã bị đau. Pha chạm bóng vừa đủ của Hải Yến để đánh bại thủ thành Nu Izairida. Bóng đi đập đất rất khó chịu. Trước đó là pha kiến tạo của Nhật Lan. Khá tốt, Nhật Lan. Khá hay. Cơ hội cho U20 Việt Nam, dứt điểm. Bàn thắng thứ 9 dành cho chúng ta. Một pha xử lý quá gọn ghẽ. Thủ thành Nurul Atika vừa vào sân đã phải nhận bàn thua. Tình huống không chia bóng bằng ngực và dứt điểm rất gọn ghẽ của Ngọc Minh Truyền. Tiếp tục làm đường kiến tạo tuyệt vời của Nhật Lan. Một pha bóng đã thể hiện kỹ năng của cả hai cầu thủ của đội tuyển U20 Việt Nam. Người truyền rất hay và người dứt điểm cũng rất tốt. Khai Hoàng Vân! Bàn thắng thứ 10 cho U20 Việt Nam. Đó là Lưu Hoàng Vân. Đây là một hiệu số chúng ta đã cân bằng được với U20 Ấn Độ. Đó là một pha xử lý rất chậm chạp của hậu vệ bên phía U20 Singapore. Và Hoàng Vân đã có mặt rất đúng lúc. Tình huống thoát xuống cực kỳ nhanh nhẹn của Hoàng Vân. Và một tình huống dứt điểm lạnh lùng của cầu thủ áo số 11. Đánh đầu. Bàn thắng thứ 11 cho U20 Việt Nam. Bàn thắng thứ 5 của Ngọc Minh Truyền. Và chúng ta chính thức vượt qua U20 Ấn Độ để dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 2 lượt trận. Chắc chắn là như vậy. Một tình huống chọn vị trí đánh đầu rất chính xác của Ngọc Minh Truyền. Và hết giờ. Một chiến thắng với tỷ số vừa đủ để giúp cho U20 Việt Nam vượt lên trên U20 Ấn Độ và tạm thời dẫn đầu trên bảng xếp hạng sau 2 lượt trận của bảng F vòng loại U20 châu Á 2024.